Ok, mình chào tất cả anh em nha. Bữa nay là ngày thứ hai mà chuyến này mình đặt chân tới đây nha anh em. Rồi bữa nay mình tranh thủ đi sớm nha anh em. Bây giờ thì mình ghé đây trước anh bạn, anh đi, anh cùng đi chung với hai anh em mình để phụ lụm cu nha. Đó. Rồi anh em mở hàng nha, trên con đường đi bên cu xanh mình đi chưa có tới địa điểm nữa, dọc đường thấy gặp một cô gái to quá anh em, ba con là anh em. Rồi mình quyết định dừng xe lại bước luôn, giờ hạ được hai em rồi nha. Rồi một em đây nè. Đó nè, mình đang từ trên chiếc xe xuống đây nè. Nó mong bông, điện thì lửa lan, nó máu nè mong bông. Ok, phải nhạc tí cái mong bông. Nhưng tao tìm tao bỏ dưng. Tao liền phục lục bà. À lời này việc kia mong mình tìm nó mong chết bằng mùi ấy. Bởi xin điện tử dư trường nóng, người xa mai mình tất đánh vía nó mong bông. Cho ok, xong còn chia sai nha, phải nhạc. Ok, mến chào tất cả anh em nha. Mong anh em thông cảm. Sau khi trên con đường đi tới đây đó, mình có bêm được hai con cu gáy đó. Xong mình đi xuống lụm, xong cái xe mình đi tiếp một đoạn thôi. Một đoạn chút xíu anh em, tầm 1 km thôi, nó đã tới cái địa điểm này. Rồi lý do là mình không được quay clip khi xuống xe cho anh em xem đó, vì mình phải lội xuống cái dụng nước này nè, nó rất là khó khăn anh em à, nhưng phần đầu nhiều như anh em thấy đó. Đây là cái chân chống với cái ba lô thuốc mũi rồi với cái lưới này là anh em. Thôi bây giờ thì anh em mình đã tới đây rồi nha, mong anh em tiếp tục theo dõi.
Mình đem cu xanh nhưng mà không ngờ cu gáy nó lại đậu em. Quá bất ngờ. Một chim lốt cốt mà nè. Mọi em cú xanh đó nha nè. Mình đã được mở hàng dưới cây ăn trái này là được một con cu gáy. Thế đó là một con lốt cốt. Giờ lại thêm một con cu xanh nữa nha. Rớt mọi em lô cốt này nè. Mong cu xanh nữa nha em. Bây giờ mình đã bó tay này không biết cách nào làm cho video nó nét. Chỉ mong anh em xem mình thông cảm cho mình thôi. Trời đất, một con nước cốt này. Ok, xin mời anh em dùng cơm nha. Hồi nãy mình vừa mới hạ một con nước cốt xong thì tới bụng rồi nè mà. Giờ này tới bụng rồi. 8 giờ mấy rồi nè. Cũng tới giờ ăn rồi. Rồi, xin mời tất cả anh em nha. Đó, xin chung anh tôi nọt hương á. Mình nhớ xin chung rồi. Tại lẽ cô tô cũng như hay rồi. Heo với con cô là nhầm bay á. Xin chung anh tôi nọt hương nhầm bay. Nhằm cơ bơ các ông ơi. Hãy lưu nguyên chạy, nguyên chạy đi thờ. Ba đang có sticker nhưng bây giờ nó. Nơi phục vụ là toàn khơi.
Một con cu gù gì tìm vẫn chưa gặp nha anh em. À, con cu mui nó nơi rôm toàn phơi lời nó không luôn. Mấy cái đáy nó cũng hot à. Ok, bỏ cuộc đi. Tập lụng mùi thế. Sắp ôi mẹ mẹ đã bị cho nó luôn. Đây là pool mình tên đó các bạn. Tôi mà đi kiếm thật không đâu. Ok, nó cũng không tốt đâu. Nhưng lên thần đấy bạn cũng không nhìn tốt tốt. Ta dùng màu là mẹ anh cho bong pin điện tiếp có tơ mà còn lại thì mùi thế này không ra sao chưa khỏe nhé ông bố mà xin chưa rôm với thể lệ mặt họ đấy mình đi ra sạp nó có thể lệ mặt họ cho mùi này và xin đi sát ớt thể lệ là những cái phổ cát cứ vừa mình thật mình rôm mình sẽ bà rôm nó lừa trong qua lừa trong mình chơi nó như nó toàn tay ta rôm được phàng mà. Ok nó bỏ đây đôi được cả bàn xem này này chỗ của sao gì luôn âm vò gì thì mấy nó hiện cho bàn thì cho con âm rộng cô xa với cô xa có bàn được ba chậm ngày bàn phân năng cứ về miền đây là hao là gì cả làm bạ gì đâu bạ đã đa rồi ta rô ra xa dương cho mẹ em ôi nó bột tộm này mới được. Ok bọn buồn đam nắng ban là bộ tộc hiu bộ tộc xoài nữa bay hè này mùi buồn bộ lúc bay thì bọn buồn rồi đam nó dương nâu bộ buồn mùi rồi ở toàn khơi và để rồi hơi hơi nó bộ lúc mùi ở lọc mùi nó bọn buồn. Lộn thôi tập lúc nhiều quá nhưng đã bắt vui mới đâu tôi tâm sự chứ tôi đi chậm này về và như là làm màu chiên ba rô và tập vui tum đam đúng mong muốn từ lẽ thế từ đầu ở thời mong muốn này cuốn chưa được vào năng rồi và mai của cái này mong muốn như rô khơi ta tập lúc nó tổng ốc bùn và lộc bôn muôi và hay tổ máy thức cứ bôn tộc cũng ở đôi chữ bùn đây nó cũng ok này xong chuyện bóng bôn tạm đang tu thần nào và to nữa nhưng quay thay mình tích tiết bóng bôn của em lớn mong tầm 7 chiếc bóng bôn bà ô bùm buồn chiếc mà vô xong tôi
Làm một trăm bốn mươi.